Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Minh Audio của mình. Tiểu tử, người có biết chúng ta là ai, dám động vào hai người chúng ta ở đây, người muốn chết sao? Giờ phút này lão giả mặt hắc bào thời sắc kinh sợ nhìn từng trần, hắn cảm giác kiếm khí khủng bố trên đỉnh đầu, trong lòng dần dần trầm xuống, thực lực già hỏa trước mắt này so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Trong ánh mắt lão giả áo đen hiện lên một tia dữ tợn, trong thân thể đột nhiên dâng lên một cổ khí tức tử vong vô tận, tử vong chi lực mênh mông kia giống như đại dương, ầm ầm phóng lên tận trời, tạo thành một cổ phong bạo tử vong khủng bố, muốn xông ra phong tỏa kiếm khí của từng trần tần trần kinh ngạc nhìn đối phương lão giả áo đen trước mắt này vậy mà trực tiếp thiêu đốt lên căn nguyên linh hồn phải biết người minh giới mặc dù đều có thân thể nhưng những nhục thân này đều là do lực lượng vô hình của minh giới tạo thành trên thực tế hạch tâm của minh giới người là linh hồn của bọn họ có thể nói đối với người minh giới một khi linh hồn bị hao tổn trừ phi là có thiên tài gì bảo gì đó nếu không căn bản không thể cứu vãn mà người trước mắt vậy mà trực tiếp thiêu đốt lên linh hồn bản nguyên của mình điều này làm cho tần trần hơi kinh ngạc thú lão dừng tay nhìn thấy lão già áo đen kia trực tiếp thiêu đốt bản nguyên linh hồn ánh mắt thanh niên yêu dị bên cạnh trầm xuống nhanh chóng tiến lên ngăn cản hắn để ta tới thanh niên yêu dị cười lạnh khóe miệng phát họa nụ cười tự tin sau đó hắn quay người nhìn về phía tầng trần đi lên trước đứng ở phía xa tầng trần thanh niên yêu dị này vỗ tay thanh âm ở trong thiên địa này truyền đến rõ ràng chiếu vào trong tay mỗi người lợi hại bản thiếu thật sự không nghĩ tới lần này tới làm đốc công hát vân sơn lại gặp được một cường giả như các hạ giữa ta và ngươi thật đúng là có duyên phận thanh niên yêu dị bình tĩnh nhìn từng trần vẻ mặt mỉm cười từng trần nhướng mày nghi hoặc nhìn thanh niên yêu dị trước mắt này nếu mình không nhìn lầm người này hẳn chỉ là nửa bước siêu thoát đỉnh phong tu vi nhưng hiện tại hắn đang làm gì không chỉ có từng trần toàn bộ hát vân sơn cùng với cổ oa ở bên cạnh cũng đều ngây ngẩn cả ra thì lại thấy thanh niên yêu dị kia khóe miệng nhe răng cười nhìn Tần trần tự tin cười nói nếu bản thiếu đoán không sai các hạ hẳn là mới từ ngoại giới hàng lâm nơi đây còn chưa quen thuộc nơi này ánh mắt từng trần lạnh lẽo một cổ sắc ý nhàn nhạt từ trên người hắn trực tiếp phát ra chẳng lẽ thanh niên yêu dị này biết mình đến từ vũ trụ hải không đúng từng trần lắc đầu với tu vi hiện tại của mình và cảm ngộ tử vong chi đạo trừ phi là cường giả cấp đại đế nếu không cho dù là tam trọng siêu thoát cũng chưa chắc có thể nhìn ra mình đến từ vũ trụ hải phế vật trước mắt sau có thể nhìn ra được vậy lúc trước hắn nói là có ý gì mà cảm nhận được hàng ý trên người từng trần thanh niên yêu dị vội vàng nói các hạ không cần khẩn trương đây cũng không phải là đại sự gì kỳ thật tổ tiên chúng ta cũng đều đến từ các nơi ở minh giới về sau bởi vì các loại nguyên nhân mới bị ép tiến vào di hài vứt bỏ này cả đời không thể rời khỏi đây kỳ thật mọi người đều là người lưu lạc ở chân trời từng trần nghe xong thì sửng sốt hắn còn tưởng rằng thanh niên yêu dị này nói đến từ ngoại giới là chỉ vũ trụ hải sao mẹ nó hóa ra là chỉ đến từ nơi khác của minh giới nhưng nghe ý tứ của đối phương vùng đất vứt bỏ này là bị phân cách với những nơi khác ở minh giới nên liền trầm giọng nói nơi vứt bỏ này là có ý gì ngươi không biết thanh niên yêu dị sửng sốt không nhịn được thốt lên chẳng lẽ ngươi không phải bị trục xuất đến nơi bị vứt bỏ trần thiếu có lẽ ta biết nơi này là đâu rồi đúng lúc này thanh âm của vạn cốt minh tổ đột nhiên vang lên tiến vào bên tai từng trần mang theo nặng nề nơi vứt bỏ này rất có khả năng là tử hải mộ địa của minh giới Mộ địa Tử Hải không phải là nghĩa trang thật sự, mà là một khu vực bị biển tử vong của Minh giới bao phủ. Ở Minh giới có một vùng biển tử vong, chính là cấm địa tuyệt đối, cho dù là cường giả tam trọng siêu thoát cũng không cách nào vượt qua. Tử Hải Mộ địa chính là ở trên một mảnh đất bằng trung tâm Tử Hải. Nơi này lúc đầu là một vùng địa ngục, giam giữ một ít tội phạm vi phạm quy tắc Minh giới. Những tội phạm này, rất nhiều người đều là người cùng hung cực ác, cho nên mới có Tử Hải Mộ địa như vậy. Tử vong chi hải, tam trọng siêu thoát đều không thể qua, nơi này liền trở thành nơi giam giữ rất nhiều cường giả của Minh giới. Nhưng bởi vì nơi này có quá nhiều cường giả bị giam giữ, theo thời gian trôi qua cường giả bị giam giữ càng ngày càng nhiều trong đó tự nhiên cũng sẽ có một ít tranh đấu với những cường giả này dần dần người chết đi ở nơi đây cũng càng ngày càng nhiều giống như một nghĩa trang cho nên mới được gọi là tử hải mộ địa nghe vậy trong lòng từng, từng Trần chật trầm xuống nơi này lại là một giam giam phạm nhân ở minh giới nếu như vậy chẳng phải mình sẽ trở nên vô cùng khó khăn sao vạn cốt làm sao mới có thể rời khỏi nơi này từng trần không nhịn được trầm giọng nói hắn đến minh giới là vì chữa thương cho tư tư sao có thể bị nhốt ở một chỗ như vậy nghe từng trần hỏi vậy sắc mặt vạn cốt minh tổ liền trở nên rất khó coi nói theo ta được biết căn bản không có khả năng bởi vì lăng mộ tử hải là nơi giam giữ rất nhiều cường giả minh giới trong đó thậm chí có cao thủ tam trọng siêu thoát điều này đại biểu cho tử hải mộ địa ít nhất có thể vây khốn được cao thủ tam trọng siêu thoát mà trần thiếu ngươi nói đến đây vạn cốt minh tổ không nói tiếp nữa vậy u minh đại đế thì sao từng trần nhíu mày nếu là thời kỳ đại đế toàn thịnh hẳn là không có vấn đề gì vạn cốt minh tổ nói nơi này có rất nhiều cường giả năm đó đều là bị tứ cực đại đế giam giữ lấy năng lực của đại đế có lẽ có thể vượt qua tử hải nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của thuộc hạ hơn nữa nói đến đây vạn cốt minh tổ gia dự một chút hiện tại đại đế chỉ là một tàn hồn vả lại trước đó động thủ tiêu hao nghiêm trọng sợ là từng trần hít sâu một hơi ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại trong phút chốc ánh mắt của từng trần dần trở nên kiên định mặc kệ nơi này là nơi nào mặc kệ khó khăn ra sao vì tư tư hắn đều nhất định phải rời khỏi nơi này việc cấp bách trước mắt là phải biết rõ mình có thật sự ở tử hải mộ địa hay không tần trần nhìn về phía thanh niên yêu dị đối diện khóe miệng phát họa một tia trào phúng nơi vứt bỏ người bị trục xuất nói dễ nghe như vậy chung quy lại thì nơi này bất quá chỉ là một vùng mộ địa mà thôi mà chư vị cũng chỉ là tử tù bị tử hải bao quanh lấy mà thôi sắc mặt thanh niên yêu dị biến ảo cố nén cười bằng hữu nơi đây mặc dù là tử hải lao của minh giới nhưng thật ra chúng ta đều là những người bị minh giới vứt bỏ xưng là nơi vứt bỏ là chuyện đương nhiên các hạ mới vào vùng đất bị vứt bỏ có lẽ còn không biết rõ nơi đây đã bị các đại cự đồ khống chế người từ bên ngoài đến nếu không làm theo quy củ sẽ nửa bước khó đi thanh niên yêu dị cười ngạo nghễ mà bản thiếu minh hút chính là con trai của sơn minh quỷ vương gia phụ là một vị tam trọng siêu thoát là một trong những cự đầu vùng đất bị vứt bỏ các hạ nếu đã tới vùng đất bị vứt bỏ có thể đầu phục dưới trướng chúng ta lấy tu vi của các hạ nếu bản thiếu quay đầu lại dẫn người đến trước mặt gia phụ nhất định có thể được gia phụ tán thưởng chấp trưởng một phương thanh niên yêu dị bình tĩnh nhìn từng trần một bộ dáng đã định đối mặt võng kiếm đầy trời này thần sắc rất là bình tĩnh sơn minh quỷ vương tam trọng siêu thoát từng trần nhíu mày đúng vậy thanh niên yêu dị cười ngạo nghễ dưới cái nhìn của hắn từng trần hẳn là đã bị chính mình nói cho động rồi thú vị nói như vậy các hạ hẳn là đã hiểu rõ tử hải mộ địa này từng trần thẳng nhiên nói ha 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 đó là đương nhiên lấy thân phận của bản thiếu tại vì khí chi thành cũng là tung hoành ngang dọc cái gì mà không biết thanh niên yêu dị cười ha ha vậy là tốt rồi từng trần gật đầu một đạo lệ quan đột nhiên hiện lên trong mắt hắn sau một khắc thân hình từng trần bỗng nhiên biến mất nhìn thấy một màn này con người lão giả mặt khắc bào bên cạnh đột nhiên coi rụt lại vội vàng gầm lên một tiếng vô tận khí tức tử vong từ trong thân thể của lão bắn ra hóa thành vô số màu đen bạo xạ ra bốn phương tám hướng tạo thành lồng giam lao về phía thanh niên yêu dị trước mắt đúng là muốn bảo vệ hắn nhưng mà lồng giam bảo vệ của hắn còn chưa rơi xuống thân hình từng trần đã đi tới trước người thanh niên yêu dị bàn tay lớn bỗng dưng đem cổ thanh niên yêu dị nhấc lên lắc gao giam cầm lại ngươi đây là muốn làm gì dám động ta phụ thân ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đến lúc đó trên trời dưới đất ai cũng không cứu được ngươi sắc mặt thanh niên yêu dị kịch biến gầm lên một tiếng sân minh quỷ vương rất lợi hại sao từng trần cười lạnh dùng sức bóp một cái thân thể thanh niên yêu dị trực tiếp tan vỡ mà lúc này lão giả áo đen kia vẻ mặt kinh sợ công kích khủng bố đã xuất hiện quanh thân từng trần vô số khí tức tử vong màu đen hóa thành từng đạo lưu quan bao phủ đến lực lượng thiêu đốt linh hồn cuốn tới muốn cướp lại thần hồn của thanh niên yêu dị từ trong tay từng trần từng trần lạnh lùng nhìn lướt qua trực tiếp phóng ra khô lâu thủy tinh vạn cốt người này và đám mây đen phía dưới liền giao cho ngươi cạc cạc trần thiếu giao cho thuộc hạ là được rồi vạn cốt minh tổ kích động một cổ khí tức siêu thoát đỉnh cấp từ trong khô lâu thủy tinh phóng ra đại biểu cho lực lượng tam trọng siêu thoát trong nháy mắt phóng thích ra khô lâu thủy tinh kia phóng lên tận trời trong nháy mắt liền đem vô số lưu quang màu đen do thú lão phóng ra trực tiếp cắn ngút không còn một mảnh trong chốc lát bộ xương màu đen thủy tinh đã đi tới trước người lão giả mặt hắc bào một cổ uy áp linh hồn kinh người trong nháy mắt một mực chấn nhiếp đối phương ngươi các ngươi rốt cuộc là ai đối mặt với khí tức giống như đại dương minh môn của vạn cốt minh tổ lão giả áo đen vẻ mặt hoảng sợ thân thể không thể động đậy vào giờ khắc này hắn lại có loại cảm giác đối mặt với sâm minh quỷ vương đại nhân trong ánh mắt hoảng sợ của hắn vạn cốt minh tổ trực tiếp nổ nát thân thể hắn từng đạo quy tắc chi lực tử vong đại đạo kinh người tán giật ra bị tần trần khoát tay trực tiếp nhíp lấy trong tay cùng lúc đó bị tần trần thu lấy còn có căn nguyên linh hồn của lão giả này khí tức thân thể của người này sẽ bổ sung cho ngươi tần trần nhàn nhạt nói đa tạ trần thiếu vạn cốt minh tổ cười cạc cạc cũng không để ý tần trần lấy đi chiến lợi phẩm đột nhiên hút một cái trong nháy mắt thôn vệ khí tức nhục thân lão giả mặt hắc bào không còn một mảnh hiện tại vạn cốt minh tổ chỉ còn lại một đạo tàn hồn tử vong quy tắc chi lực trong cơ thể cường giả khác đối với hắn không tính là gì quan trọng nhất chính là khí tức thân thể cùng linh hồn lực của đối phương đủ tẩm bổ cho hắn sau khi thôn vệ xong khí tức thân thể lão giả mặt hắc bào vạn cốt minh tổ trong nháy mắt xông về phía rất nhiều hắc vân đạo phía dưới những gia hỏa trước mắt này mặc dù tu vi bình thường nhưng cũng là năng lượng tinh thuần của minh giới đối với vạn cốt minh tổ mà nói đều là vật đại bổ không ổn đi mau trốn nhanh vô số hắc vân đạo liên tiếp hoảng sợ nào dám dừng lại từng tên giống như châu chấu nhau nhau bay vút ra bốn phương tám hướng muốn thoát khỏi nơi này nhưng đối mặt với vạn cốt minh tổ thì bọn chúng sao có thể thoát được vô số tiếng kêu thê lương vang lên chỉ trong chốc lát toàn bộ hát vương sơn liền không còn một cái bóng đen nào bị vạn cốt minh tổ cắn mút không còn một mảnh chật chật những tiểu tử này đều quá yếu chỉ đủ nhét kẻ răng mà thôi cũng coi như là có còn hơn không đi vạn cốt minh tổ chép miệng rất thất vọng nếu như lại có thêm một ít cá lớn nữa thì tốt rồi ít nhất cũng phải để hắn ăn nane mới đúng hắn nói như vậy thân hình thoát một cái đã về tới bên cạnh từng trần đa tạ trần thiếu ban thưởng vạn cốt minh tổ vội vàng hành lễ với từng trần trên khô lâu thủy tinh hào quang lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy mà ở một bên cổ oa đã nhìn đến choáng váng lúc trước vạn cốt minh tổ đại sát tứ phương hắn thậm chí không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì đám hắc vân đạo kia làm hại thôn trang vô số năm đã bị quét sạch không còn một mảnh đối phương đây là khủng bố cỡ nào khiến hắn kinh hãi nhất là ma đồ kinh khủng này lại còn cung kính với từng trần như vậy hắc hắc nhóc con ngươi nhìn cái gì vậy một đám âm hồn minh giới bị lão tổ dọa sợ rồi hắc hắc vạn cốt minh tổ nhìn thấy cổ oa đang nhìn mình chằm chằm lập tức cười hắc hắc lộ ra hàm răng thủy tinh lão tổ trước kia ta thích ăn nhất một ngụm muốn nuốt mười vạn cái đáng tiếc ngươi thằng nhóc này ngươi đúng là quá nhỏ còn chưa đủ lão tổ ta nhét kẻ răng bị vạn cốt minh tổ nhìn chằm chằm như vậy lập tức cổ oa sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng hai chân nhũn ra thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống đất được rồi một nhân vật cấp lão tổ như ngươi có cần dọa một đứa nhỏ không tần trần không nói gì liếc nhìn vạn cốt minh tổ gia hỏa này thật đúng là có nhàn tình nhã trí vạn cốt minh tổ cười khà khà khó có được cơ hội trở về minh giới dù sao cũng phải tìm chút chuyện vui từng trần nhìn về phía cổ oa nói trong địa lao hắc vân sơn này giam giữ không ít người muội muội ngươi có lẽ ở bên trong bên trong hẳn là còn có rất nhiều thôn nhân của ngươi mau đi cứu người đi đa tạ tiền bối cổ oa vội vàng hành lễ với tần trần sau đó vội vã lao xuống Hắc vân sơn trần thiếu tiếp theo chúng ta nên làm gì vạn cốt minh tổ tiến lên nói trước tiên hỏi rõ ràng tình huống đã thân hình tần trần nhón một cái mang theo vạn cốt minh tổ nhanh chóng rơi vào trong một cung điện ở Hắc vân sơn khoát tay một đạo cấm chế vô hình lập tức bao phủ bốn phía che đậy hết thảy sau một khắc mấy người hát vân thần tôn vốn bị tần trần cầm tù chỉ cảm thấy hoa mắt đã xuất hiện trước mặt tần trần lão giả áo đen nhanh chóng đi tới trước người thanh niên yêu dị kinh sợ nhìn tần trần trong đầu hắn nhìn thấy khô lâu thủy tinh bên cạnh từng trần càng trầm xuống hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói các hạ chẳng lẽ thật sự muốn đối địch với quỷ vương điện ta sao sơn minh quỷ vương đại nhân chấp chưởng khu vực mênh mông mặc kệ ngươi là tu vi cỡ nào đến lúc đó chỉ cần một câu nói của sơn minh quỷ vương đại nhân tại đây còn sót lại chút gì sao tại vùng đất vứt bỏ này chư vị đều sẽ không có bất kỳ chỗ trốn tránh nào nhưng nếu ngươi nguyện ý thả chúng ta ra ta có thể cam đoan chuyện hôm nay dừng ở đây chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền toái thậm chí nếu các hạ nguyện ý có thể bẩm báo cho sơn minh quỷ vương đại nhân từ nay về sau các hạ sẽ là thượng khách của quỷ vương điện ta tại nơi vứt bỏ này địa vị cao thượng không người có thể so sánh như thế nào ánh mắt của thú lão lóe lên tinh mang thần sắc bình tĩnh hắn biết lúc này cầu xin tha thứ gì đó đều vô dụng chỉ có cách lấy tình dùng lý thuyết có lẽ mới có một đường sinh cơ mà ở một bên hắc vân thần tôn sắc mặt rất là khó coi hắn tuyệt đối không ngờ ngay cả thú lão và hút thiếu đều bị đối phương bắt lấy thời điểm này hắn là người không có quyền lên tiếng nhất chỉ có thể mặc cho đối phương xử thế ồ trở thành thượng khách của quỷ vương điện lông mày từng từng nhíu lại thứ lão thấy thế thì trầm giọng nói quỷ vương điện ta là một trong những cự đồ đỉnh cấp của vùng đất vứt bỏ hôm nay sơn minh quỷ vương đại nhân lại liên hợp với mấy thế lực lớn khác bị vứt bỏ chuẩn bị tiến vào chỗ sâu trong tử hải mở ra thông đạo tử hải tìm kiếm phương pháp rời khỏi nơi vứt bỏ nếu các hạ nguyện ý liên hợp với quỷ vương điện chúng ta một khi đã thông thông đạo tử hải đến lúc đó cũng sẽ có cơ hội rời khỏi chỗ vứt bỏ này ta nghĩ các hạ hẳn là sẽ không cam tâm tình nguyện ở lại trong nơi vứt bỏ này mãi chứ phương pháp rời khỏi tử hải tần trần bỗng nhiên đứng lên câu mày nói các ngươi có phương pháp rời khỏi tử hải sao trong lòng thứ lão hơi động ánh mắt lấp lóe nói đây là đương nhiên các hạ đại khái cũng biết lai lịch vùng đất bị vứt bỏ nơi đây đều là người bị minh giới trục xuất nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn cả đời đều vây khốn ở chỗ này chết già tỏa hóa vĩnh viễn không thể nào rời đi nhưng mà trong nơi vứt bỏ vô số năm qua chưa vị đại nhân nào muốn vĩnh viễn bị vây khốn nơi đây cho nên mấy năm nay mặc kệ là vị đại nhân nào bị trục xuất vào nơi vứt bỏ đều muốn rời khỏi nơi đây nhiều năm qua chưa vị đại nhân đã nghĩ hết biện pháp nhưng một mực không có thu hoạch gì nhưng lần này lại khác chưa vị đại nhân ở chỗ sâu trong tử hải phát hiện một chỗ cấm địa cấm địa này rất có khả năng liên quan đến sự che giấu của tử hải chỉ cần cởi bỏ được sự che giấu của tử hải lấy thực lực của mấy vị đại nhân nhất định có hy vọng mở ra nơi thông tế thông đạo của minh giới đến lúc đó người ở nơi vứt bỏ này đều sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này trở về thiên địa minh giới Thứ lão nhìn về phía tầng trần các hạ là một người mới vào muốn gia nhập vào đội ngũ sợ là khó khăn nhưng chỉ cần xâm minh quỷ vương đại nhân lên tiếng các hạ sẽ có thêm một vị trí nữa đấy chỉ là chuyện một câu nói mà thôi nghe vậy ánh mắt từng trần lóe lên hắn ngược lại không nghĩ tới vậy mà lại có một niềm vui ngoài ý muốn như vậy liền lên tiếng hỏi trong tử hải này có phát hiện cấm địa nào không về tử hải cấm địa này ngươi kể rõ ràng liên quan tới cấm địa kia lão phu biết cũng không nhiều nhưng việc này tuyệt đối là thật nếu không các ngươi cho rằng đã vứt bỏ nơi này nhiều năm như vậy một mực sư tập thần hồn của rất nhiều dân chúng bình thường trong nơi vứt bỏ này là vì cái gì chính là vì cái cấm địa có liên quan kia lão thứ trầm giọng nói hừ thứ lão nói nhiều với bọn họ làm gì lúc này thanh niên yêu dị kia hừ lạnh một tiếng đi lên phía trước các hạ ngươi diệt nhục thân ta cầm tù ta ở đây như vậy vô pháp vô thiên quả thực đáng chết vạn lần bất quá chỉ cần ngươi thả bản thiếu rời đi bản thiếu có thể bỏ qua nếu không chỉ cần ngươi dám động đến ta phụ thân ta tất nhiên sẽ biết được đến lúc đó trên trời dưới đất ngươi nhất định phải chết ta không phải đang uy hiếp ngươi trước khi sự tình không thể nào cứu vãn ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn thả bản thiếu ra một bên lão già áo đen kia nghe vậy thì lập tức bí sắc lời uy hiếp trước đó bọn họ đã sớm nói qua nhưng đối phương vẫn động thủ tiêu diệt nhục thể của bọn họ cầm tù bọn họ ở đây nếu như uy hiếp hữu dụng trước đó đã sớm thành công thiếu gia hiện tại mở miệng như vậy không phải là muốn chọc giận đối phương sao thiếu gia câm miệng nghĩ đến đây không đợi tần trần lên tiếng lão giả mặt hắc bào trực tiếp tiến lên quát lớn thanh niên yêu dị sau đó vội vàng chắp tay với tần trần bằng hữu thiếu gia hắn không rành thế sự làm việc luôn luôn khoái ý ân cừu xin bằng hữu không nên để trong lòng thứ lão người khách khí với tiểu tử kia như vậy làm gì thanh niên yêu dị một mặt trào phúng chẳng lẽ tên này còn dám giết ta sao trong thần hồn bản thiếu có một sợi phân hồn của phụ thân chỉ cần hắn thật dám giết thần hồn ta phân hồn phụ thân nhất định xuất hiện sẽ chém giết hắn hơn nữa thanh niên yêu dị khinh thường nhìn từng trần người này chỉ diệt thân thể chúng ta lại không hạ sát thủ với chúng ta căn bản là không dám giết chúng ta muốn thông qua thủ đoạn bực này để có được sự thưởng thức của chúng ta đầu nhập vào quỷ vương điện chúng ta mà thôi sao lại đối với hắn cung kính như vậy dưới tình huống như vậy thanh niên yêu dị vẫn cao cao tại thượng vô cùng tự tin mà lúc này lão giả mặt hắc bào cũng không nói gì nhìn thanh niên yêu dị hận không thể tự tay bổ hắn ra làm đôi ngươi là heo sao hiện tại là tình huống gì Ngươi là giao thất ta là thịt cá có chuyện ngươi nói như vậy sao quả nhiên nghe thấy những lời yêu dị thanh niên nói từng trần không khỏi nở nụ cười tên này trước mắt chỉ còn thần hồn rốt cuộc là ai cho hắn tự tin như vậy vạn cốt minh tổ sơn minh quỷ vương này rất mạnh sao từng trần nhìn về phía vạn cốt minh tổ thản nhiên nói trần thiếu năm đó dưới trướng thập điện diêm đế là quỷ vương tổng cộng có cửu đại quỷ vương mỗi người đều có uy danh hiển hách năm đó thuộc hạ của cửu đại quỷ vương đi theo đại đế đều từng thấy qua hoặc là nghe nói ngược lại chưa từng nghe nói qua có sơn minh quỷ vương nhân vật số một như vậy đoán chừng là một nhân vật nhỏ bé nào đó hoặc là tiểu quỷ vương căn bản không thể xếp vào hàng ngũ cửu đại quỷ vương vạn cốt minh tổ nhếch miệng cười một tiếng phát ra tiếng cạc cạc năm đó hắn chính là một trong thất đại minh tướng dưới trướng u minh đại đế một thân tu vi đã đạt tới tam trọng siêu thoát đỉnh phong mà dưới trướng thập biện diêm đế cũng có cửu đại quỷ vương cũng đều là tam trọng đỉnh phong siêu thoát nhưng trong cửu đại quỷ vương lại không có nhân vật số một như sân minh quỷ vương có thể thấy được chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi dù sao bất kỳ một ai nếu bước vào tam trọng đỉnh phong siêu thoát đều có thể tự xưng là quỷ vương lão già áo đen nghe vậy thần sắc lập tức biến đổi già hỏa trước mắt này đến tột cùng là ai khẩu khí lớn đến mức nào đi theo đại đế là đại đế nào có thể được xưng là đại đế đó đều là tồn tại vô thượng nhất minh giới dậm chân một cái toàn bộ minh giới sợ là đều phải run rẩy vạn cốt ba tên này giao cho ngươi bản thiếu mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì từ miệng bọn họ hiểu được tất cả tình báo về nơi vứt bỏ từng trần thẳng nhiên nói hắc hắc trần thiếu chuyện này cứ giao cho ta thuộc hạ có một ngàn vạn cách để bọn họ nói ra tất cả chuyện xấu khi còn bé ra ngoài vạn cốt minh tổ cười cạc cạc nói một đạo khí tức kinh khủng từ trong thân thể vạn cốt minh tổ lập tức quanh quẩn ra trong nháy mắt bao phủ ba người lại trong phút chốc, ba người phát ra tiếng gào thét thống khổ. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video, nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.